Trong vòng 2 tuần, bia mộ của các Marx đã bị phá hoại 2 lần. Đầu tiên, bia mộ các Marx bị đập phá bằng búa cách đây 2 tuần, giờ lại bị xịt sơn đỏ. Đây là lần tấn công thứ 2 vào bia mộ của các Marx trong vòng 2 tuần. Những người phá rối đã dùng sơn đỏ xịt dòng chữ Đài tưởng niệm cuộc tàn sát của người Cộng sản Bolshevik 1917-1953 với 66 triệu người chết. Trên bia mộ của ông tại nghĩa trang Highgate ở phía bắc London, hai bên hông bia mộ là các từ chủ nghĩa chết đói và học thuyết hận thù. Sau lưng bia mộ là những chữ kiến trúc sư diệt chủng, khủng bố, đàn áp, giết người hàng loạt. Nội dung xịt bằng sơn đỏ lên lăng mộ các Marx là đề cập đến sự khủng bố của những người Cộng sản Bolshevik. Họ cai trị ở Liên Xô kể từ ngày cách mạng tháng 10 năm 1917 dưới sự lãnh đạo của Lenin, kéo dài cho đến khi nhà độc tài Stalin qua đời vào năm tháng 3 năm 1953. Hàng triệu người đã bị giết chết qua các cuộc thanh trừng, các trại cải tạo và tra tấn. Cuộc cách mạng chủ yếu dựa trên chủ nghĩa Marx, đặc biệt là cuốn sách tư bản luận và tuyên ngôn của đảng Cộng sản. Trước đó, ngôi mộ đã bị đập phá hư hại bằng búa. Một phát ngôn viên của nghĩa trang vạch rõ các hành vi này là vô nghĩa, ngu ngốc và thiếu hiểu biết. Bất kể người ta nghĩ gì về di sản của Marx, thì đó không phải là cách thức để diễn đạt nó. Quý vị vừa nghe qua bài của Lê Anh, Thời báo.de, qua phần trình bày của Ý Nhi. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã ủng hộ và theo dõi.